Chào các bạn đã đến với chương trình Phong thủy ứng dụng, cảm xạ năng lượng và nguồn cảm tương lai. Chúng ta tiếp tục đi vào chương trình cảm xạ năng lượng. Trong các video trước, tôi đã đề cập tới năng lượng bô vít âm. Và các bạn thấy rằng chưa có bất kỳ ai trong đất nước Việt Nam đề cập tới năng lượng bô vít âm cả. Tôi là người duy nhất và người đầu tiên đề cập về nguồn năng lượng này. Bởi vậy hôm nay tôi tiếp tục chia sẻ đến cho các bạn về năng lượng bô vít âm có tác hại gì và nó có lợi gì không. Như các video khi nói về phong thủy cổ truyền, tôi đã có nhắc lại câu Lão Tử nói: thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái. Lưỡng nghi ở đây tức là nghi dương và nghi âm. Thì trong vũ trụ này luôn luôn tồn tại hai nguồn năng lượng, đó là nguồn năng lượng dương và nguồn năng lượng âm. Bởi vậy tất cả các video trước tôi đã hướng dẫn cho các bạn tập luyện cảm xạ để các bạn đo được nguồn năng lượng dương và đo được nguồn năng lượng âm. Vì đây là hai thuộc tính dương và thuộc tính âm, hai thuộc tính này luôn luôn tồn tại và luôn luôn mâu thuẫn lẫn nhau. Cho nên tất cả các nguồn năng lượng của các nhà cảm xạ khác đề cập tới, người ta chỉ đề cập về nguồn năng lượng dương mà thôi, chưa có ai đề cập về nguồn năng lượng âm cả. Và hôm nay tôi đề cập rất kỹ về năng lượng âm có tác hại gì. Như các bạn đã biết, khi các bạn đi khảo sát một ngôi nhà về phong thủy thì chúng ta gọi là dương trạch. Dương trạch tức là cái phong thủy của những ngôi nhà của con người chúng ta đang còn sinh sống. Còn phong thủy âm trạch thì nói về mồ mả, là những cái ngôi nhà của chúng ta sau khi đã chết. Phong thủy dương trạch tức là phong thủy của những căn nhà con người đang sống. Còn phong thủy âm trạch tức là phong thủy về mồ mả sau khi con người đã chết. Bởi vậy, trong một căn nhà, để biết được căn nhà đó tốt hay xấu, có khung như thế nào, thì người ta dựa vào các yếu tố phong thủy cổ truyền và dựa vào các năng lượng cảm xạ như tôi vừa đề cập trong xuyên suốt rất nhiều video, đó chính là phong thủy hiện đại. Các bạn dùng cái kiến thức phong thủy hiện đại thì các bạn mới đo được cái năng lượng có trong căn nhà đó. Còn đối với phong thủy cổ truyền thì chúng ta không đo được năng lượng của căn nhà đó. Bởi vậy, để biết được căn nhà tốt hay là xấu thì chúng ta đều dựa vào cái năng lượng bô vít hiện tại của căn nhà đó để đánh giá căn nhà đó có hay là không. Thì bên cạnh đó, chúng ta có một phần phong thủy nữa, đó là phong thủy âm trạch, tức là phong thủy của những mồ mả. Thì tôi ví dụ, nếu như đứng trước một cái nghĩa địa, một cái nghĩa trang có vô số các mồ mả, thì làm thế nào để cho các bạn biết được cái mã nào là tốt, cái mã nào là xấu? Hay nói đúng hơn là cái mã nào nó có cái linh hồn, có cái vong mạnh, hay là cái mã nào có cái linh hồn, có cái vong yếu? Tất nhiên để đánh giá được điều đó thì chúng ta cũng phải dựa vào một nguồn năng lượng, đó chính là nguồn năng lượng bô vít âm. Các bạn có hiểu ý tôi nói không? Tức là muốn đánh giá một căn nhà, chúng ta dựa vào nguồn năng lượng bô vít dương hiện tại. Còn muốn đánh giá mồ mả thì chúng ta dựa vào nguồn năng lượng bô vít âm của mồ mả đó phát ra. Như vậy, năng lượng bô vít âm phát ra từ đâu? Có rất nhiều thứ phát ra năng lượng bô vít âm, nhưng cái thứ chúng ta thường gặp nhất đó chính là hài cốt người ở trong lòng đất, là cái
phát ra bovic âm mạnh nhất và nhiều nhất trong phong thủy mà tôi đã từng gặp. Bởi vì đây là một chương trình nói về ứng dụng cảm xạ vào phong thủy, cho nên tôi đề cập rất rõ về năng lượng bovic âm nó có tác hại như thế nào đối với một căn nhà khi chúng ta đi khảo sát phong thủy và phát hiện ra trong nhà đó có bovic âm. Bên cạnh đó thì có một số nội thất như các lụa gỗ phát ra năng lượng bovic âm. Tôi ví dụ những nội thất thường phát ra năng lượng bovic âm như là cây gỗ hương. Cây gỗ hương thì người ta thường hay đóng làm bàn thờ, và cây gỗ hương phát ra năng lượng bovic âm là 2000 bovic âm. Bên cạnh đó có rất nhiều lụa cây phát ra bovic âm, ví dụ như cây bồ đề thì hết 80% nó phát ra năng lượng bovic âm. Cây đa, cây xanh, cây si, đó là những cái họ cây rất dễ phát ra bovic âm và tỷ lệ phát ra bovic âm là trên 80%. Còn nguyên nhân vì sao cùng một lọ cây nhưng có cây nó phát ra bovic âm và có cây nó không phát ra bovic âm thì nó có rất nhiều khái niệm và rất nhiều quan điểm về vấn đề đó. Nhưng đối với kinh nghiệm của tôi thì những cây nào liên quan tới thi thể của con người và liên quan tới linh hồn của con người thì cây đó phát ra bovic âm. Ngoài những cái lỗ cây tôi vừa nói thì có một loại phát ra năng lượng bovic âm cực mạnh, đó chính là cây gió bào, trầm hương, kỳ nam. Đó là những cái cây đó nó phát ra năng lượng bovic âm cực mạnh, đặc biệt là trầm hương. Ngoài các loại cây ra thì có một số đá quý phát ra năng lượng bovic âm. Các bạn biết thì có một số đá quý phát ra năng lượng bovic dương và cũng có một số đá quý phát ra năng lượng bovic âm. Tôi ví dụ như dòng thạch anh đan thì phát ra năng lượng bovic âm. Và người ta dùng vào những cái việc gì thì tôi sẽ nói cụ thể trong những cái video kế tới. Tôi vừa đề cập cho các bạn một số nguyên nhân phát ra bovic âm và bây giờ tôi sẽ phân tích từng tầng bovic âm nó có tác hại như thế nào hay là nó có ý nghĩa như thế nào để cho các bạn hiểu. Đối với căn nhà thì dương trạch chúng ta phải cần năng lượng bovic dương. Như video trước tôi có đề cập đến ý nghĩa ích lợi của năng lượng bovic dương theo các khoảng, theo các tầng tôi đã đề cập, và tôi đề cập tới cái tầng cao từ 17 tới 19.000 bovic thì khi đó nó có ý nghĩa là quay về chữa bệnh cho cơ thể con người, quay về chữa bệnh, bổ sung sức khỏe cho con người. Còn các tầng năng lượng nói về tiền tài, công danh và sự nghiệp thì nó nằm ở từ cái tầng 10.000 bovic cho tới 17.000 bovic. Và video hôm nay thì tôi cũng phân tích các tầng năng lượng của bovic âm nó có ý nghĩa từng tầng nó như thế nào. Khi các bạn thực hành phong thủy, các bạn vào nhà, các bạn đo năng lượng bovic thì các bạn hỏi là năng lượng bovic hiện tại địa điểm này là bao nhiêu. Theo biểu đồ này, nếu như các bạn phát hiện ra ở đó là năng lượng bovic âm thì kế theo các bạn hỏi là nhà này xấu do nguyên nhân gì, thì trong cái bảng nó sẽ có rất nhiều nguyên nhân. Thường bovic âm nó phát ra có hai nguyên nhân. Thứ nhất đó là dưới nền nhà có mồ mả và hài cốt. Nguyên nhân thứ hai là nội thất. Đối với căn nhà bình thường
thì nó chỉ có hai nguyên nhân như vậy. Và tôi chia sẻ cho các bạn những cái kiến thức thông dụng nhất khi các bạn đi làm phong thủy để đánh giá được một căn nhà. Với khi các bạn đo mà các bạn thấy là đô vít âm trong nhà mà cái con lắc nó báo là trong nền nhà có mồ mả và hài cốt, thì tiếp tới các bạn phải hỏi là hài cốt ở hướng nào, thì con lắc nó sẽ chỉ cho các bạn giống như trong các video tôi đã hướng dẫn là đi tìm viên bi trong trong lòng đất. Nếu các bạn đã thực hành các video hướng dẫn cảm xạ của tôi rồi thì bây giờ các bạn tìm hài cốt rất chi là dễ, và tìm nó ở đâu trong căn nhà và nó sao bao nhiêu cm là điều rất dễ. Nếu như các bạn đã thực hành bài 11 và bài 12 rồi thì bây giờ các bạn thực hành vào điều này rất chi là dễ. Cái ý nghĩa của các tầng bô vít âm, giả sử khi đó các bạn phát hiện ra trong nền nhà là có hài cốt người và các bạn đi tới cái vị trí sát bên cái hài cốt người đó, các bạn đo năng lượng, thì thông thường cái hài cốt này nó âm bao nhiêu bô vít thì nó lệ thuộc bởi cái năng lượng gốc của đất nền nhà đó. Các bạn hiểu vấn đề chưa? Tức là nếu như cái đất nền nhà mà nó có cái năng lượng gốc á, nó càng cao thì cái hài cốt nó âm càng nhiều. Còn nếu như cái đất nền nhà đó sáu, thí dụ năng lượng gốc của nó từng 7 tới 8 ngàn bô vít thì cái hài cốt ở trong này nhà nó cũng không có âm bao nhiêu hết, có giỏi lắm thì từ 1 cho tới 2 ngàn bô vít hoặc là 3 ngàn bô vít thôi. Nghĩa là cái hài cốt người trong này nhà nó càng âm khí nhiều chừng nào nó lệ thuộc bởi năng lượng gốc của đất nhà đó, các bạn lưu ý điều đó. Cho nên khi các bạn đo phát hiện ra rồi thì các bạn phải hỏi tiếp là cái hài cốt đó có còn vong không, hay là cái hài cốt đó có còn linh hồn không, nó có bỏ đi chưa, hay là tức là nó đã siêu thoát chưa. Và các bạn cũng có thể hỏi được là vong nam hay vong nữ, các bạn đều hỏi được hết cái điều đó thông qua hỏi con lắc. Nếu như các bạn đo bô vít trong tầng từ 1.000 cho tới 3.000 bô vít âm thì các bạn biết rằng là cái hài cốt đó cho dù linh hồn nó có siêu thoát rồi hoặc là chưa siêu thoát thì linh hồn đó nó vẫn bình thường, nó không có năng lượng để hãm hại ai hết. Nhưng chủ nhà sống ở trong căn nhà đó là bị bởi âm khí do cái trường vong phát ra. Trường vong phát ra thì nó phát ở trên cái đỉnh đầu của cái hài cốt người á, chứ nó không có phát ra ở chân và tay. Vì các bạn chưa có kinh nghiệm cho nên tôi nói rất rõ về cái điều này. Thì khi các bạn mà phát hiện ra nó âm trong tầm từ 1 cho tới 3 ngàn bô vít, nếu nguyên nhân là do hài cốt người phát ra thì cái điều này không đáng sợ. Bởi vì cái linh hồn ở đó cho dù chưa siêu thoát nó vẫn không có hại nhiều về chủ nhà ở đó. Chủ nhà ở đó chỉ bị do năng lượng bô vít âm mà ảnh hưởng tới sức khỏe, làm ăn, mọi cái đều bế tắc, ê chề. Thông thường những trường hợp này tôi hay gặp ở những cái địa điểm kinh doanh. Hầu như là những cái mặt bằng mà có hài cốt âm trong khoảng từ 2 tới 3 ngàn bô vít thì những cái nhà đó người ta ở thời gian lâu đều thất bại và người ta bị bệnh tình rồi họ bán nhà. Người khác mua cái căn nhà đó nhằm mục đích bán lại hoặc là cho thuê, đa phần là người ta cho thuê. Thì thường âm trong cái khoảng từ 1 cho tới 3 ngàn bô vít thì những người vào làm kinh doanh ở đó rất khó thành công.
luôn luôn gặp khó khăn. Và có thể là ai mà trụ lại giỏi á, giỏi lắm một năm, hơn một năm rồi từ từ cũng phải trả mặt bằng ra đi. Tùy theo ngành nghề kinh doanh, các bạn hiểu là tùy theo ngành nghề kinh doanh. Nếu như những người mà kinh doanh ngành nghề ăn uống có mặt bằng mà có cái năng lượng bô vít âm từ 2 cho tới 3 ngàn thì không trụ được lâu. Bởi vì nguyên nhân là cho dù cái linh hồn ở đó nó không hại, không phá được ai cả, bởi vì cái linh hồn đó nó không có năng lượng bao nhiêu hết. Cái điều này để tôi giải thích sau trong những phần âm trạch thì tôi nói sâu hơn nữa. Còn bây giờ tôi đang nói về các tầng năng lượng bô vít âm, cho nên tôi chỉ nói lướt qua thôi. Nhưng cái vấn đề ở đây là khi cái cơ thể của con người chúng ta đang sống, khi đi vào một cái môi trường có năng lượng hiện tại là âm 2-3 ngàn bô vít, thì lúc đó cái cơ thể của chúng ta, cái hệ thống luân xa, hệ thống luân xa, bãi luân xa, tức là các bãi đại huyệt của cơ thể chúng ta hấp thu năng lượng vũ trụ, khi nó gặp cái nguồn năng lượng môi trường là bô vít âm thì cơ thể chúng ta nó có phản ứng tự động, nó đóng các luân xa lại để không cho năng lượng cơ thể con người toát ra ngoài môi trường, chảy ra ngoài môi trường. Các bạn hiểu chưa? Cho nên khi mà cơ thể nó đóng luân xa trở lại thì hệ thần kinh thực vật nó cũng điều khiển một cách tự động trong cơ thể con người mình. Tức là nó biết môi trường này năng lượng rất thấp, không cho năng lượng trong cơ thể con người chúng ta chảy ra ngoài, và cái hệ thần kinh thực vật nó điều khiển hoàn toàn tự động. Nó điều khiển sẽ hạn chế nhịp tim của chúng ta, nó điều khiển huyết áp, các nội tiết tố trong cơ thể đều giảm xuống hết. Cơ thể chúng ta nó tự động nó khóa hết. Cơ thể chúng ta nó không thể tạo ra, nó không có điều tiết ra những cái hóc môn cảm xúc. Kể cả khi chúng ta ăn uống thì cơ thể của chúng ta nó vẫn không điều tiết ra những cái dịch vị trong quá trình ăn uống. Cho nên làm con người chúng ta vào cái môi trường đó, khi ăn uống có cảm giác là không có ngon. Nhưng cho dù cái chủ quán người ta nấu món ăn rất ngon, nhưng cái mặt bằng là nó âm 2-3 ngàn bô vít thì cái người đến ăn vẫn không nghe ngon. Cho nên chính vì người ta vào đó người ta ăn không ngon, không vui, cho nên người ta sẽ không quay lại lần thứ hai. Thì những mặt bằng đó đều bị bán hàng ăn, bán hàng uống la trả mặt bằng sớm nhất. Chỉ có những người mà kinh doanh quần áo thời trang thì may ra cầm cự được lâu. Và đặc biệt khi những người mà kinh doanh thời trang thì cái người vô đó, cái cơ thể của chúng ta nó cũng bị khóa luôn. Khi vô môi trường đó làm con người vô đó cũng không có vui, và cái thần kinh của họ cũng không nhận ra được cái đẹp của cái quần áo lúc đó. Nghĩa là cái cơ thể người ta nó không có cảm xúc, không nhận biết được cái điều tốt, cái điều đẹp. Cho nên người ta thấy cái áo hoặc cái quần thực sự nó đẹp, nhưng mà cái cơ thể người ta bị khóa lại, người ta không cảm nhận ra được cái vẻ đẹp. Cho nên nó rất chi là khó buôn bán ở những trong cái môi trường có năng lượng bô vít âm. Trong những video tới, khi ứng dụng cảm xạ vào kinh doanh, về các địa điểm kinh doanh thì tôi sẽ nói chuyên sâu hơn về vấn đề này. Bây giờ chúng ta trở lại vấn đề về các tầng năng lượng. Thì với tầng năng lượng bô vít âm từ 1.000 cho tới 3.000 thì như tôi mới phân tích sơ cho các bạn là những cái tác hại của nó về các mặt bằng ăn uống và các ngành nghề kinh doanh liên quan trên địa điểm đó. Còn nếu khi các bạn đo năng lượng bô vít hiện tại một địa điểm, trong một căn nhà hay một cửa hàng, mà nếu các bạn phát hiện ra năng lượng bô vít nó âm từ 4 cho tới 5.000 bô vít thì các bạn cần phải lưu ý, vì ở đây là tầng năng lượng bắt đầu có vấn đề quan trọng và cái tác hại của nó rất quan trọng. Tức là khi các bạn phát hiện ra
môi trường mà âm 4 tới 5 ngàn bô vít, nguyên nhân là do hài cốt người. Thì cái bước tiếp theo các bạn phải hỏi là cái hài cốt này có siêu thoát chưa. Nếu như chưa siêu thoát thì các bạn hỏi luôn là hài cốt này hiền hay là hung. Bởi vì nếu như ở tầng bô vít âm 4 tới 5 ngàn thì khi đó cái năng lượng của cái linh hồn ở đó bắt đầu diễn hóa được sự việc, nghĩa là cái linh hồn ở đó bắt đầu linh. Còn 1 cho tới 3 ngàn, 2 tới 3 ngàn thì các bạn tưởng tượng giống như là linh hồn đó không có sức, không có làm được cái gì trơn, giống như một cái người đang bị bệnh, đang bị yếu trên cái dương gian của chúng ta vậy. Còn nếu như các bạn đo cái hài cốt người mà nó âm từ 4 tới 5 ngàn bô vít rồi thì cái linh hồn chưa siêu thoát, bắt đầu đó là linh hồn có khả năng diễn hóa được sự việc. Nếu như các bạn hỏi cái linh hồn đó chưa siêu thoát mà linh hồn hiền giúp người thì cái hài cốt người đó lại có lợi cho vấn đề buôn bán ở địa điểm đó, nhưng có hại cho sức khỏe của người kinh doanh ở đó. Các bạn hiểu chưa? Tôi nói lại nè, nếu như khi các bạn đo phát hiện tầng bô vít là âm 4-5 ngàn bô vít mà các bạn hỏi là cái linh hồn chưa siêu thoát mà lại linh hồn hiền, linh hồn giúp người, thì ở đó các bạn biết là địa điểm đó buôn bán rất đắt khách. Nhưng ngược lại là cái chủ ở đó dễ bị bệnh, bởi vì cái nguyên nhân bệnh là do nguồn năng lượng âm, cho nên cái cơ thể chúng ta bị khóa lại hết, tạo ra bệnh. Còn lại thì 4 tới 5 ngàn bô vít thì cái linh hồn đó bắt đầu diễn hóa được sự việc, thì những địa điểm đó lại buôn bán đông khách một cách lạ kỳ, nhờ do chính cái linh hồn đó họ giúp đỡ, bởi vì họ đã có cái nguồn năng lượng diễn hóa được sự việc rồi. Còn nếu như ở cái tầng bô vít mà 4 tới 5 ngàn bô vít mà nếu như các bạn hỏi là linh hồn chưa siêu thoát là linh hồn hung, nghĩa là hung hại cho những người cư ngụ ở đó, những người đấy đó, thì các bạn hãy cẩn thận, bởi vì đó là những cái nơi, những cái mặt bàn không thể kinh doanh được. Hầu như những người vào kinh doanh thì gặp các vấn đề, có thể là bị tai nạn giao thông, bị đánh lộn, có rất nhiều chuyện xảy ra, đặc biệt là những ngôi nhà cũng đều như vậy. Ở đây tôi nói là ngôi nhà hoặc địa điểm kinh doanh thì nó cũng đều giống như nhau. Và thông thường mà nếu như ngôi nhà ở mà trong nhà có đất tốt, đất năng lượng gốc tốt và cái hài cốt nó âm 4 tới 5 ngàn bô vít thì nhà đó người ta bán nhà sớm lắm. Và những cái nhà đó là nó trở qua nhiều đời chủ, nếu cái linh hồn ở trong đó là linh hồn hung thì cái nhà đó họ bán qua nhiều đời chủ và cứ cho người này vào thuê làm ăn đều không được, vài tháng dọn đi, và cứ người khác vô thuê làm ăn cũng không được, vài tháng dọn đi. Tôi nói với các bạn là tôi đã có trên 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phong thủy, nhưng 10 năm đầu nếu ở kiến thức phong thủy cổ truyền thì không bao giờ biết được những điều tôi đang nói. Chỉ có hơn 10 năm sau này tôi đi làm phong thủy và tôi biết được những điều đó. Khi con người tôi đã có năng lượng và tôi có khả năng đặc biệt thì tôi khám phá những điều đó rất chi là bí mật và rất chi là đặc biệt. Cho nên hôm nay tôi chia sẻ lại cho các bạn hiểu. Và chính tôi là những người đã từng xử lý rất nhiều vụ về hài cốt ở những nơi trong nhà cũng như những các địa điểm kinh doanh. Và tôi xử lý thì hiệu quả vô cùng, vì tôi biết được cái điều tôi mới chia sẻ cho các bạn đó. Cho nên khi tôi đã xử lý là rất hiệu quả điều này. Tôi đã xử lý hơn 10 năm qua về cái chuyện này, được lặp đi lặp lại, cho nên tôi có rất nhiều kinh nghiệm trong vấn đề âm, vấn đề linh hồn dữ hay là linh hồn hiền. Cho nên vì sao có một số người nói là ở chỗ này giúp chỗ kia phá là lý do là như vậy. Tiếp theo, khi các bạn phát hiện ra năng lượng
đô bích hiện tại của một địa điểm mà âm từ 5.000 cho tới 7.000 đô bích thì các bạn hãy thận trọng. Bởi vì tôi nói với các bạn là ở cái tầng năng lượng này thì hầu như cái hài cốt chưa có siêu thoát, không bao giờ siêu thoát. Những cái hài cốt mà cái linh hồn nó siêu thoát rồi thì nó lưu cái tầng năng lượng hiện tại chừng độ 2-3.000 bô vít thôi. Còn nếu bạn đo cái năng lượng hiện tại mà nó trên 5.000 bô vít thì các bạn biết chắc chắn rằng cái linh hồn nó chưa siêu thoát, nó mới có cái tầng năng lượng cao như vậy. Và cái điều thứ hai nữa là cái hài cốt đó đang ở trên lô đất có cái tầng năng lượng gốc của nó là rất cao. Ít ra nó cái tầng năng lượng gốc của nó như một cái hiệp vị là 15-16.000 bô vít, 17.000 bô vít thì cái năng lượng hiện tại nó mới âm từ 5-7.000 bô vít được. Bằng âm thì nó sẽ là dương. Nghĩa là cái năng lượng gốc của một mảnh đất càng cao thì khi trong đất đó có một cái hài cốt người trong đó thì cái hài cốt người đó có năng lượng âm càng cao. Các bạn hiểu chưa? Chính vì vấn đề này cho nên ngồi miền Bắc có phong tục là rất nhiều người cải táng và muốn chôn thân nhân của mình vào nơi đất tốt. Như vậy khi chôn thân nhân của mình vào nơi đất tốt thì để làm gì? Thì để cái hài cốt đó nó âm khí càng nhiều. Khi hài cốt nó âm khí càng nhiều thì cái linh hồn nó hấp thu chính cái năng lượng trong cái hài cốt đó thì cái linh hồn đó nó mới mạnh lên. Các bạn hiểu chưa? Khi linh hồn đó nó có mạnh, nó đủ năng lượng thì nó mới diễn hóa được sự việc. Còn nếu như linh hồn yếu năng lượng thì không có diễn hóa được sự việc gì cả. Cho nên chúng ta mới gọi là cái mã này linh hoặc cái mã kia không linh, là các bạn đo cái năng lượng trên cái mã, cái mồ mã thì các bạn sẽ hiểu được. Và trở lại vấn đề thì khi âm từ 5-7.000 bô vít thì các bạn biết là linh hồn đó rất chi là linh và họ có khả năng diễn hóa được sự việc. Các bạn cần phải cẩn thận cái điều đó. Nếu như các bạn hỏi là linh hồn ở đó hung à, hung thì kể cả cái bước đi, bước đứng của các bạn đi đến những cái nơi đó các bạn cần phải thận trọng. Nghĩa là trong 10 năm qua thì tôi đã va chạm với trường hợp này rất nhiều. Khi tôi đi coi đất cho người ta mua đất thì thông thường những cái lô đất á mà người mua sở hữu trên những mảnh đất tốt có hài cốt ở trong đó và hài cốt nó âm từ 5-7.000 bô vít thì cái chủ mua đất đó luôn luôn gặp vấn đề. Cứ mua xong lô đất đó là chủ lô đất đó gặp vấn đề. Và tôi ví dụ giống như là dự định mua lô đất đó để mở công ty hoặc để xây một cái nhà thiệt cao lên ở thì tự nhiên khi mua lô đất đó rồi thì công chuyện xáo nó sẽ kéo tới, có rất nhiều chuyện không ngờ nó đổ tới và tiền bạc trôi ra. Cái kế hoạch mở công ty và cái kế hoạch xây nhà đều không được từ khi sở hữu lô đất đó. Bởi vì sao? Bởi vì trong lô đất đó đã có hài cốt mà nó âm từ 5-7.000 bô vít thì linh hồn ở đó rất chi là linh rồi, họ có đủ năng lượng để diễn hóa được sự việc. Nếu như linh hồn đó mà linh hồn hung thì rất ê chề cho những người chủ đang sở hữu mảnh đất đó hoặc là các căn nhà đang sở hữu đó luôn. Nói chung là các địa điểm kinh doanh thì xảy ra rất chi là nhiều chuyện và cứ hết chỗ này vài tháng tới chỗ kia vài tháng, hoặc căn nhà cũng giống như vậy, chỗ này mua ở được 1-2 năm bán chỗ khác mua ở 1-2 tháng bán, căn nhà nó bán qua nhiều đời chủ. Mà tôi nói là không có một thầy phong thủy cổ truyền nào mà giải quyết được hết. Nếu như có thầy phong thủy mà có kiến thức cổ truyền á thì không bao giờ giải quyết được cái điều tôi nói. Chỉ có những người có năng lượng cảm xạ hoặc có khả năng ngụ cảm thì mới giải quyết được cái vấn đề tôi đang nói. Và tôi đã từng giải quyết những căn nhà khó khăn như vậy rồi, cho nên tôi có kinh nghiệm rất nhiều về vấn đề này. Hôm nay tôi chia sẻ lại cho các bạn là
Giả sử các bạn khi đi gặp những lô đất như vậy thì các bạn đi đứng các bạn phải cẳng thẳng ngay liền. Nếu các bạn hỏi thầy cốc ở đó không là các bạn cẳng thẳng liền. Tôi nói luôn, các bạn cầm cái điện thoại thôi, nếu các bạn không kỹ thì cái điện thoại nó rớt một cách vô lý, giống như ai họ hắt cái điện thoại vậy đó. Cái thứ hai nữa, nếu như những có cây cối hoặc có cái đá gì ở dưới, các bạn đi phải cẩn thận, chứ cua chừng các bạn dắt té một cách kỳ cục luôn, giống như họ xô vậy. Và tôi đã từng là đi vào cái căn nhà, thì cái căn nhà nó thấp lắm, cái cửa của họ nó thấp và có một cái cây. Khi tôi đi ngang qua thì rõ ràng là tôi thấy cái cây nó cao lắm, mà tôi khi tôi cúi cái đầu xuống tự nhiên là nó tông cái cùm vô trong cái cây vậy đó. Cho nên tôi rất có nhiều kinh nghiệm, và khi đứng trên ở những mảnh đất đó mà có ai điện thoại tới á, là tôi cầm lên tôi coi, là tôi cũng chưa có trả lời, cầm cái điện thoại là phải cầm cho chắc luôn, không có buông ra, bỏ trong túi lại và đi đứng cẩn thận. Và tôi khuyên các bạn, nếu mà cái linh hồn hung thì các bạn hãy rời nơi đó đi, vì căn cơ của các bạn không nên đứng ở những vị trí đó. Kể cả như tôi này, năng lượng rất mạnh và căn cơ của tôi rất chi là lớn, được ân trên soi sáng. Cho nên tới những vị trí mà tôi đã đo mà từ âm 6-7 ngàn bộ bit là bản thân tôi cũng sợ nữa. Đây đẹp lắm. Chứ đừng có nói tới các bạn. Cho nên tôi chia sẻ là các bạn, nếu như mà những người mà có năng lượng á, như tôi mà tôi tới đó là bị tương tác liền, bị tương tác ngay liền, là vô là có nguồn năng lượng nó tương tác ở trên vai, trên cánh tay hoặc là trên sau gáy. Còn những cái năng lượng mà cái tầm thấp từ 2-3 ngàn mô bít thì họ tương tác ở dưới chân của các bạn á, chứ không bao giờ họ tương tác được trên đầu và vai. Cho nên các bạn tưởng tượng giống như là mới tới đó, là đã tới nó đánh sau lưng mình đó, tự nhiên thái giống như là ai họ hốc tác họ giục vô sau cái vê mình vậy. Tôi nói cho các bạn như vậy bởi vì là tôi đã trải qua kinh nghiệm quá nhiều cái chuyện này rồi. Cho nên nếu như các bạn nghe mà người công giáo đang nghe thì kêu rồi tôi nói là rất khó nghe, có thể là không tin điều đó, nhưng tôi giới thiệu luôn, tôi là người công giáo và tôi đã trải qua điều này rất chi là nhiều rồi. Và tôi có thể kể cho các bạn nghe một câu chuyện là vào ngày 1 tháng 5 năm 19 dương lịch, tôi được một sư cô ở chùa Dược Sư thành phố Hồ Chí Minh mời ra tỉnh Quảng Nam để đi xem cho một ngôi chùa. Vì sao ngôi chùa đó khi xây dựng lên mọi cái đều bế tắc hết, công trình phải dừng lại. Và các bạn thấy là tôi đã bỏ cái hình minh đây, những cái dữ liệu tôi để lên đây là chính điện còn trơ lại, chính điện còn trơ mấy cái cây trụ, và cái nhà xây để cho các ni ở thì xây lên không thể hoàn thành được, chưa lập gì hết. Và cứ mỗi lần mà sư cô lên cái nhà này là đều bị đau, đi về là bị đau. Khi mà tôi được mời ra tới đó thì một điều vô cùng đơn giản là tôi phát hiện ra từ cái cổng, các bạn nhìn thấy trên cái hình tôi nói là từ cái cổng nó có cái bụi cây chỗ này, thì cái cổng này nó có một đường long mạch rất lớn chạy thẳng vô ngay chính điện của cái chùa chuẩn bị xây dựng, đang xây dựng đó. Thì bên cái đường long mạch này nó có một cái hài cốt người ở ngay cái bụi cây đó luôn. Tôi đánh dấu chỗ cái bụi cây đó, thì tôi đánh dấu màu đỏ cho các bạn dễ nhìn. Thì ngay chỗ đó có một cái hài cốt người mà cái linh hồn ở đó rất chi là hung dữ, nói giống như là trở thành quỷ. Tôi đo cái năng lượng ở đó là âm tới 7.000 bô vít thì tôi biết là ở đây là có một con quỷ rồi. Cho nên là các công trình nó trơ trọi lại như vậy đó. Tất nhiên là sau khi khảo sát xong thì tôi phải có cái hướng giải quyết những vấn đề đó đều ổn thỏa hết. Và tôi chỉ đưa lên đây ví dụ cho các bạn thấy là kể cả một cái chùa còn xây dựng không được nữa thì các bạn phải hiểu rằng là cái thế giới âm nó vô cùng phức tạp, chứ nó không có đơn giản giống như các bạn nghĩ. Và đặc biệt là khi những cái hài cốt mà nó âm cái tầng năng lượng lên tới 7.000 bô vít rồi,
thì nó vô cùng linh thiêng và nó vô cùng tai hại cho những con người của chúng ta. Rồi tương tự mà nếu như mà từ 7.000 cho tới 9.000 bô vít nữa thì khỏi phải chê, khỏi phải nói. Tới khi đó là nếu như cái linh hồn mà linh hồn 6 thì hầu như những người đến đó đi về đi ra thì hay bị gặp những chuyện xui rủi trong cuộc sống, đặc biệt là tai nạn giao thông. Các bạn phải hiểu như vậy. Còn nếu như mà linh hồn mà tốt, chuyên giúp người thì ai đến đó cũng gì có thể đạt được may mắn. Đây là cái điều đặc biệt như vậy. Và để nói sâu hơn về cái ích lợi của năng lượng bô vít âm như thế nào hay là cái tác hại của nó thì tôi đã mới vừa nói cho các bạn hiểu. Bây giờ tôi nói thêm về cái ích lợi của bô vít âm. Như vậy nếu như các bạn chọn được một cái mảnh đất có năng lượng bô vít gốc là cao, là đất sinh khí và vượng khí, thì khi mình cải táng một người trong dòng họ, nếu như người đó khi sống là có đức, yêu thương tất cả các anh em bạn bà con trong dòng tộc, các bạn phải lưu ý cái điều tôi nói. Tức là cái người đó khi sống có cái tính thật là tốt, chăm lo yêu thương tất cả các anh em trong gia đình, các bà con trong dòng tộc, mà nếu như người đó chết lấy cái xác họ cải táng bỏ vào cái nơi đất tốt thì cái hài cốt của họ nó âm rất nhiều, thì cái linh hồn của họ mới hấp thu được cái năng lượng từ hài cốt, thì cái linh hồn họ mới diễn hóa được sự việc, thì họ có thể là họ giúp cho bà con trong dòng họ hoặc là giúp cho con cháu của họ làm ăn phát đạt. Nhưng nếu tôi nói rõ, nhưng nếu cái người sống á, mà khi sống có một cái tính ích kỷ, nhỏ nhen, ganh tị, hay hại người này, hại người kia, chỉ biết cái bản thân mình không, còn ai mà không làm vừa lòng họ là họ đố kỵ, họ muốn hãm hại người đó. Nghĩa là khi sống có một cái tính rất xấu, chỉ biết bản thân họ không. Nếu người đó chết rồi sau đó cải táng đem chôn vào đất tốt thì tôi nói thật luôn, cái hài cốt nó âm khí lên và cái linh hồn đó nó có năng lượng, nó về nó hại hết cả cái dòng tộc luôn. Nghĩa là con cháu nó hại hết luôn cho tài la luôn. Cho nên luôn tiện ở đây thì tôi nói là vấn đề cải táng của người miền Bắc là con dao hai lưỡi. Nếu như người nào mà khi sống có đức, có tính tốt, yêu thương tất cả mọi người thì chết nên tìm họ bỏ vào cái nơi đất tốt. Còn nếu như người nào mà khi sống chỉ biết tới bản thân của họ, họ tham lam tiền của, đố kỵ người này, gắt người kia, mà nếu người đó chết mà sau khi cải táng đi tìm đất tốt bỏ vào thì họ quay là họ hại luôn cho cả dòng tộc, hại luôn cho cả con cháu luôn. Các bạn cần phải lưu ý điều tôi nói. Như vậy tôi đã chia sẻ cho các bạn về các tầng năng lượng bô vít âm, nó có tác hại như thế nào và cái ý nghĩa của nó như thế nào. Mà chỉ nguyên nhân là do hài cốt của con người phát ra mà thôi. Như vậy nó còn rất nhiều nguyên nhân khác do cây, hạt, đá thì tôi sẽ nói cụ thể trong từng video tiếp theo. Nếu các bạn yêu thích chương trình thì hãy đăng ký kênh để theo dõi nhiều video. Và đặc biệt trong những video tới, tôi sẽ nói chuyên sâu hơn từng video một. Khi năng lượng con người phát ra bô vít âm thì sẽ xử lý như thế nào? Và khi cây cối nội thất phát ra bô vít âm thì chúng ta xử lý như thế nào? Rồi tới các đá quý phát ra bô vít âm thì nó có ý nghĩa như thế nào? Nhằm làm những cái mục đích như thế nào? Thì tôi sẽ nói cụ thể trong từng video tới. Nếu các bạn yêu thích chương trình thì hãy cho tôi một like để cổ vũ tinh thần của tôi làm nhiều video tiếp theo.
Tôi cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi chương trình cho tới giờ phút này. Tôi xin chân thành cảm ơn.